Đây là kem dưỡng Mela Shining Cream đình đám mà chị em nào cũng mong muốn sở hữu, bởi không chỉ dưỡng trắng da, hỗ trợ trị nám mà em nó còn phục hồi da yếu nữa đó. Đặc biệt là chất kem cực kỳ thu hút, thoa lên kem mềm tơi, nâng tông đẹp, tự nhiên, da ẩm mà lại không bị dầu hay là bết dính. Đúng là chất kem mà chị em mình hằng mong ước. Sản phẩm này sở hữu bộ ba dưỡng trắng trị nám lành tính nhất: Alpha Flor Giga White, Tranexamic Acid và Niacinamide. Các cái hoạt chất này tác động vào các cơ chế hình thành melanin khác nhau nên ức chế sự hình thành nám mới rất là hiệu quả. Cái mà các chị bị nám thường thích là bởi sản phẩm không gây bong chóc, khô da khó chịu mà mờ nám một cách rất là nhẹ nhàng, tinh tế, an toàn và sử dụng duy trì được, cho nên rất là bền vững. Các chị yêu nhìn này, thoa kem này xong da trắng sáng bóng đẹp cuốn hút cực kỳ. Buổi tối skin care xong là cứ đứng ngắm da mãi đấy. Đúng kiểu da mộc ấy nhưng mà rất là sáng đẹp ấy, nhìn mê.